Biển độ hiện tại cuộc xung đột Ukraine, Nga mở rộng kiểm soát ở miền Bắc Ukraine, cuộc xung đột tiếp tục. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát thêm làng Novoselip tại khu vực Kupian, nơi Ukraine đang gia tăng các đợt tấn công. Theo phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, các chiến dịch phản công của họ đã cải thiện tình hình của lực lượng Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công với tần suất gia tăng, khiến giao tranh giữa hai bên diễn ra dữ dội và đang diễn biến vô cùng khốc liệt ở miền Bắc và Đông của nước này. Trước đó, người phát ngôn quân đội Ukraine Gunner Malia đã xác nhận lực lượng ở phía đông phải đối đầu các cuộc tấn công với tần suất gia tăng của quân đội Nga. Cùng với đó, quân Nga cũng tìm cách thu hút nguồn lực của Ukraine đến khu vực này, trong khi quân đội Kyiv tập trung phản công ở miền Nam. Trong báo cáo mới nhất, cuộc chiến vẫn tiếp diễn với lực lượng Ukraine tiến quân chậm chạp nhưng chắc chắn ở khu vực phía nam thành phố Bakhmut và kiểm soát những cứ điểm ở phía bắc thành phố. Đồng thời, phía Nga đã thông báo về việc lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 8 quả rocket của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao SIMAS và 22 máy bay không người lái UAV của Ukraine ở các khu vực Kharkiv, Luhansk, Kherson và Zaporizhia trong vòng 24 giờ gần đây. Theo thông tin từ ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã phải gánh chịu tổn thất đáng kể với nhiều loại vũ khí và khí tài bị phá hủy. Xung đột Ukraine, cuộc họp hòa đàm JEDIDAS, tàu dầu Nga bị tấn công bằng USV của Ukraine, cuộc hòa đàm hòa bình khởi đầu. Ngày 5 tháng 8, các quan chức Điện Kremlin xác nhận một tàu dầu Nga đã trúng đòn tấn công của phương tiện nổi không người lái USV cảm tử của Ukraine ở khu vực gần cây cầu chiến lược Bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea và đất liền Nga. Tàu dầu tên Sích bị thủng một lỗ gần mực nước ở mạn phải sau vụ tấn công. Cơ quan liên bang về vận tải đường biển và đường sông Nga cho biết không có thương vong cho thủy thủ trên tàu. Chính quyền Kyiv không lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc như thường lệ. Tuy nhiên, đài NBC News dẫn một nguồn tin của cơ quan an ninh Ukraine, SBU, tiết lộ cơ quan này đã tấn công tàu dầu của Nga trong chiến dịch hợp tác với hải quân Ukraine. USV mang theo 450 kg chất nổ và thành công đâm vào tàu dầu sau nửa đêm 4 tháng 8, rạng sáng 5 tháng 8. Cuộc hòa đàm bàn về đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mở màn ở Jeddah, Ả Rập Xê Út, ngày 5 tháng 8. Dự kiến kéo dài đến ngày 6 tháng 8, cuộc hòa đàm quy tụ các quan chức cấp cao của khoảng 40 nước không có Nga để tiến hành thảo luận khả năng thực thi kế hoạch hòa bình của Ukraine. Cuộc họp này có thể khởi đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sau 18 tháng chiến sự. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã triển khai máy bay không người lái UAV để thực hiện các vụ tấn công thọc sâu vào lãnh thổ Nga, tạo ra áp lực lớn đối với các lực lượng Nga. Sự xuất hiện của thế hệ mới USV có khả năng di chuyển nhanh và khó phát hiện đang mở ra một mặt trận kế tiếp trong cuộc xung đột giữa hai nước.